năm 2015 đánh dấu một sự kiện hấp dẫn được các bạn trẻ chờ đợi. Sự đổ bộ của chương trình này trải dài trên khắp các tỉnh thành của cả nước và mở đầu cho một kỷ nguyên mang tên gọi Khơi Nguồn Ước Mơ. BU Plus with Honda đã đem các tài năng trẻ được tỏa sáng trên sân khấu hoành tráng, chuyên nghiệp với hệ thống âm thanh ánh sáng ấn tượng. Chương trình đã đem đến cho khán giả những giờ phút thăng hoa nhất cũng như choáng ngợp nhất. Nhưng để tạo ra những khoảnh khắc như vậy, ekip chương trình đã phù phép cho sân khấu BU Plus như thế nào? Những huấn luyện viên đặc biệt của chương trình cùng đội ngũ dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình và cả ekip quay phim phải bỏ ra hàng giờ để tập dượt và phối hợp với nhau trước giờ biểu diễn quan trọng. Ồ, đèn đá ánh sáng ơi. Đó, đèn đá bây giờ mới lên này. Đấy. Bố, mình mở đèn xem cái cô gái này rất là ngang. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thế này, lên đây. 4, 5, 8. And 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tắt đèn. Xong mình mở đèn trên cái phòng này. Đầu khác quá. Ok. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tắt đèn, đi xuống, stand by, hai bên ở dưới đây. And then, đèn ở trên đây, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thống nhất tất cả là tổng cô đi, tay trái, tập luôn đi. Riêng bài thơ, bài hát đơn thì mình mặc sát của em, và riêng hát đấy là của em trước. Mặc lên thì chỉ còn tay trái thôi. Với mong muốn đem những giờ phút thăng hoa nhất, vượt qua nhiều áp lực, khó khăn, thành quả công sức của đại gia đình BU Plus được thể hiện ngay trong những giờ phút sân khấu lên đèn. Một ước mơ BU Plus with Honda 2015.